Vừa qua, hàng loạt tờ báo của Anh đã đưa tin thủ thành David De Gea nhiều khả năng sẽ rời Man United khi mùa giải kết thúc. Mùa giải này, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn sẽ là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Những tầm ảnh hưởng của De Gea không còn được như trước, đồng thời vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Dean Henderson. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Bóng Đá Mơ Plus đánh giá về khả năng rời khỏi Old Trafford của David De Gea và vị trí thủ môn số 1 của MU trong tương lai. Việc MU thất bại trong trận đấu gần đây có trách nhiệm không nhỏ của thủ thành De Gea. Anh đã không còn giữ được sự chắc chắn trong khung thành của Quỷ Đỏ, khiến cho đội bóng này có thành tích không tốt. Tờ Squawka đã dùng tờ loser, kẻ thua cuộc để miêu tả De Gea. Manchester Evening News cũng chấm cho thủ thành người Tây Ban Nha số điểm là 4. Chế độ áp chót bảng của Premier League, màn trình diễn của De Gea đã chạm đáy thất vọng. Man United còn tin De Gea tới bao giờ? Có một sự thật cũ kỹ nhưng tàn nhẫn trong bóng đá rằng một đội bóng khó có thể vô địch với thủ môn không đáng tin cậy trong khung thành. Trong trường hợp của Man United và De Gea gần giống như vậy. Quỷ Đỏ không thể đổ mọi trách nhiệm lên De Gea sau trận thua Sheffield. Man United cũng chơi bóng không đúng với sự kỳ vọng khi tuyến giữa và hàng công thiếu sáng tạo cũng như đột phá. Nhưng khi ngòi nổ còn chưa biết cách để đánh sập bức tường phòng ngự Sheffield, thủ môn De Gea lại thể hiện màn trình diễn kém cỏi. Anh mắc sai lầm và khiến cho Man United phải trả giá. Bàn thua thứ hai là quá tệ, đó là pha bóng cầu thả. Các cầu thủ có thể xử lý tình huống một cách dễ dàng. Tuy vậy, liên tiếp những quyết định tồi tệ được đưa ra và khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer của MU phải thốt lên. De Gea tự tin thái quá với khả năng xử lý bóng bằng chân. Anh muốn cùng các đồng đội pressing từ phần sân nhà bằng những đường chuyền ngắn. Tuy nhiên chính điều đó đã làm hại cho Man United. Quỷ Đỏ có lẽ tránh được thất bại nếu De Gea phá bóng ra biên hoặc sút mạnh lên phía trên. Tuy vậy, cựu sao Atlético đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trong bàn thua đầu tiên, Squawka cũng cho rằng De Gea chỉ huy hàng thủ không tốt, anh cũng vấp phải khó khăn trong việc di chuyển khỏi vùng an toàn để giải nguy. Thủ thành người Tây Ban Nha cũng không còn đủ sự ma mãnh để xử lý tình huống một cách chắc chắn. Tên đạo Billy Sharp của Sheffield được cho là có tác động lên De Gea, khiến thủ thành này mất cân bằng. Tuy nhiên theo ESPN, ngôi sao của Man United phải quyết đoán hơn trong pha bóng này. De Gea có thể giả vờ ngã để trọng tài thổi phạt cầu thủ đối phương, bởi trong khu vực cấm địa thì thủ môn luôn được ưu tiên bảo vệ. Sự thiếu tự tin của De Gea mỗi khi đối mặt với những tình huống cố định đã trở thành căn bệnh trầm kha và khiến cho Man United nhận nhiều bàn thua. Men thống kê, Quỷ Đỏ để thủng lưới đến 8 lần mùa này từ các tình huống phạt góc. Sau những gì De Gea thể hiện trước Sheffield, người hâm mộ tự hỏi Man United phải chăng đã quá nuông chiều thủ thành người Tây Ban Nha, đồng thời bất công với Dean Henderson. De Gea đã 30 tuổi và gắn bó với Man United trong suốt một thập niên. Anh đã chơi đủ lâu ở nhà hát của những giấc mơ. Trong khi đó, Henderson vẫn còn trẻ và có tương lai sáng lạn. Dĩ nhiên, thủ thành này không phải là đấng cứu thế, nhưng vẫn là người gác đền tiềm năng. Ngay cả khi có phạm phải sai lầm, điều đó cũng giúp ích nhiều cho Henderson trên chặng đường phát triển. De Gea có đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội Henderson. Tuy vậy, cựu sao Atlético Madrid lại mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng. Trong đêm ở Old Trafford, Man United có lẽ nhận ra sự thật cay đắng rằng họ không thể vô địch với De Gea. Muốn lên ngôi, Man United phải tạo ra được cỗ máy hoàn thiện ở mọi phương diện. Lẽ ra, khi hàng tiền đạo chưa thể lên tiếng, những cầu thủ ở hàng phòng ngự phải thi đấu chắc chắn để trở thành điểm tựa. De Gea phá hỏng mọi thứ. Có lẽ đã đến lúc Man United phải sớm trao niềm tin cho Henderson. Điều này tốt cho câu lạc bộ ở mùa này và cả nhiều năm tới, bởi thủ thành người Anh mới là tương lai của đội bóng. Sau những ngày bay bổng, các cổ động viên MU rơi tõm xuống mặt đất. Những tích cực mới được tạo ra đã biến mất. Thay vào đó là nỗi thất vọng về một đội bóng bê tắc, thụ động và thiếu cá tính. Vào thời gian này, tất cả đều có thể đánh bại đội bóng của Chris Wilder. Từ đầu mùa, cũng không đội bóng nào lại thua Sheffield trên sân nhà. Thế nhưng, Man United lại làm được cả hai việc khó khăn đó trong cùng một trận và một dịp mọi được kỳ vọng sẽ chiến thắng. Và đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ nên giành chiến thắng. Sheffield mới ghi 12 bàn sau 20 vòng đấu, sau một đoạn xe lưới MU tới 4 lần. Như vậy, 33% số bàn thắng của Sheffield là trước MU. Trong trận hòa 3 đều với Everton, họ dẫn trước 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc, rồi dẫn trước 3-2 cho tới phút 95, nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được thành quả khi bị Everton gỡ hòa 3-3 vào đúng phút bù giờ cuối cùng. Trong đó thủ thành De Gea
đã hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích sau trận đấu. Thủ thành người Tây Ban Nha có cũng như không khi thủng lưới cả 3 bàn trong 3 lần Everton xuất trúng đích. Ở bàn thua đầu tiên, De Gea bị chê trách vì xử lý khá lập bập. Còn tới bàn thua cuối cùng, thủ thành người Tây Ban Nha lại bị cho rằng quá thiếu quyết liệt khi lao ra cản phá. Theo thống kê, De Gea đang là thủ môn có số tỷ lệ cứu thua thấp thứ nhì tại giải đấu, chỉ tính những thủ môn chơi từ 15 trận trở lên với tỷ lệ là 60,9%, chỉ hơn thủ môn Rui Patricio của Wolves. Thực tế không phải tới tận bây giờ người ta mới nói tới sự sa sút của De Gea, mà trong những năm qua, thủ thành người Tây Ban Nha đã tụt dốc và mắc khá nhiều sai lầm sơ đẳng. Trước tình hình đó, huấn luyện viên Solskjaer đã lên tiếng cảnh báo De Gea và những cầu thủ Man United khác có thể sẽ mất vị trí. Ông chia sẻ: "Tất cả mọi cầu thủ của MU phải chiến đấu để giành vị trí. Chúng tôi sở hữu một đội hình giàu sức cạnh tranh, không có cầu thủ nào nghiễm nhiên được ra sân cả." De Gea nổi tiếng với kỹ năng cản phá bằng chân và ngay cả thời điểm phong độ xuống thấp, phẩm chất này vẫn còn nguyên vẹn. Tính ổn định của nó cũng giống như sự thiếu tự tin của anh mỗi khi đối mặt với tình huống đá phạt cố định. Vấn đề này ám ảnh De Gea trong một thời gian dài và nó có xu hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Không phải ngẫu nhiên, kể từ đầu mùa tới nay, MU nhận tới 14 bàn thua từ các pha phạt góc, nhiều nhất tại Premier League. Thời kỳ đỉnh cao, De Gea luôn tập trung cao độ, giữ cho mình một đầu óc sáng suốt để phân tích các tình huống trước khi phản ứng mau lẹ và chính xác. Bây giờ mọi thứ trở nên khó khăn hơn, anh vật lộn để theo kịp các diễn biến và ngay cả ở các tình huống đơn giản cũng có thể bị phức tạp hóa. Ole Gunnar Solskjaer luôn tin tưởng De Gea và khá chắc về việc anh sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao. Để thúc đẩy cậu học trò, ông đã đưa Dean Henderson về Old Trafford. Đây là một động thái đầy tốn kém khi MU phải trả gần 600.000 bảng mỗi tuần cho 4 người gác đền, nhưng đáng giá nếu nó giúp ích cho De Gea. Về cơ bản, thủ môn người Tây Ban Nha đã có sự cải thiện rõ rệt so với mùa trước, nhưng còn lâu đây mới là một De Gea mà ta từng biết. Tại Premier League 2020-2021, tỷ lệ cản phá bóng thành công của anh là 63,6%. Trong số những thủ thành đã bắt trình ít nhất là 10 trận mùa này, có tới 17 người đạt tỷ lệ cứu thua tốt hơn De Gea. Theo The Mirror, thủ thành Dean Henderson đã nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên Solskjaer bàn về vấn đề tương lai. Cụ thể, thủ môn 23 tuổi thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, anh muốn là sự lựa chọn số 1 trong khuôn gỗ của MU trong mùa bóng tới. Nếu Solskjaer không chấp nhận, anh muốn được ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Điều đó dẫn tới việc MU sẽ phải buộc đưa ra sự lựa chọn cho một trong hai người gác đền. Sẽ chẳng có cơ hội nào về việc Dean Henderson sẽ tiếp tục được đem đi cho mượn. Có rất nhiều câu lạc bộ tại giải ngoại hạng muốn đưa thủ thành người Anh về để trở thành thủ môn số 1. Chuyên gia Casarino, cựu tiền đạo của Chelsea thì lại cho rằng De Gea không còn ở đẳng cấp cao. Ông nói: "Đôi khi một thủ môn cần phải liều lĩnh, can đảm hơn. Thử nhìn vào tình huống Pickford đã lao ra truy cản Van Dijk, khiến cho Van Dijk phải nghỉ hết mùa. Cậu ấy dang rộng cánh tay và lao ra hết mình. De Gea lại chọn ở vùng an toàn và chỉ có vươn ra một chút." De Gea đã nhận mức lương rất lớn ở Man United. Cậu ấy không thể chơi ở tầm trung bình như vậy được. Đáng buồn là De Gea đã chơi tầm trung như vậy trong 18 tháng trở lại đây rồi. Lúc này mọi thứ dường như không còn đứng về phía thủ thành người Tây Ban Nha. Phần còn lại của mùa giải sẽ là cơ hội gần như là cuối cùng để De Gea chứng minh bản lĩnh của mình. Còn nếu không, có lẽ sẽ là hồi kết cho một câu chuyện đẹp về một trong những di sản cuối cùng mà Sir Alex Ferguson đã dành tặng cho Man United. Bạn nghĩ sao nếu De Gea rời Man United khi mùa giải kết thúc? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên để lại một like và subscribe cho Bóng Đá M Plus. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bóng Đá M Plus.